Bùi Thị Quỳnh Vân, nữ bí thư quyền lực nhất tỉnh Quảng Ngãi được hé lộ. Bà Bùi Thị Quỳnh Vân sinh ngày 2 tháng 1 năm 1974. Bà là một nữ chính trị gia người Việt Nam. Bà hiện nay là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Bí thư tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Bà Bùi Thị Quỳnh Vân quê quán tại phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi. Bà có trình độ chuyên môn, đại học chuyên ngành ngữ văn, thạc sĩ lý luận văn học. Bà có trình độ lý luận chính trị cao cấp, chuyên viên cao cấp về quản lý nhà nước. Tiểu sử quá trình công tác: từ tháng 8 năm 1995 đến tháng 9 năm 1999, bà Bùi Thị Quỳnh Vân là cán bộ ban tổ chức tỉnh đoàn tỉnh Quảng Ngãi. Từ tháng 10 năm 1999 cho đến tháng 8 năm 2002, bà Bùi Thị Quỳnh Vân giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng tỉnh đoàn Quảng Ngãi. Từ tháng 9 năm 2002 đến tháng 2 năm 2007, bà là trưởng ban tư tưởng văn hóa tỉnh đoàn tỉnh Quảng Ngãi. Từ tháng 10 năm 2007 đến tháng 6 năm 2010, bà giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn Quảng Ngãi. Từ tháng 7 năm 2010 đến tháng 11 năm 2011, bà là Bí thư tỉnh đoàn, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Từ tháng 12 năm 2011 đến tháng 8 năm 2014, bà Bùi Thị Quỳnh Vân giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Từ tháng 9 năm 2014 cho đến tháng 11 năm 2015, bà là trưởng ban dân vận tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi. Từ tháng 12 năm 2015 đến tháng 6 năm 2016, bà Bùi Thị Quỳnh Vân giữ chức vụ trưởng ban dân vận tỉnh Quảng Ngãi, bí thư Huyện ủy huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Tháng 1 năm 2016, bà là ủy viên dự khuyết trong Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12. Ngày 30 tháng 6 năm 2016, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã bầu bà Bùi Thị Quỳnh Vân giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 12, nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 18 tháng 4 năm 2019, tại hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa 19, với tỷ lệ 43/43 phiếu tín nhiệm, bà Bùi Thị Quỳnh Vân được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2015-2020, thay cho ông Nguyễn Thanh Quang nghỉ hưu theo chế độ. Ngày 15 tháng 5 năm 2019, thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ đã trao quyết định số 1197/QĐ-NS-TVG ngày 6 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về việc chuẩn y bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020. Ngày 4 tháng 8 năm 2020, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức hội nghị về công tác cán bộ. Tại hội nghị, các đại biểu đã bỏ phiếu để bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy. Theo đó, với 45/45 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%, bà Bùi Thị Quỳnh Vân đã trúng cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2015-2020. Ngày 30 tháng 8 năm 2020, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị và Ban Bí thư về công tác cán bộ. Tại hội nghị đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn uy bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2015-2020. Ngày 22 tháng 10 năm 2020, bà Bùi Thị Quỳnh Vân được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, bà được bầu làm ủy viên chính thức trong Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được đánh giá là một nữ cán bộ có năng lực khi trực tiếp trải qua nhiều cương vị công tác.
luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Kết thúc nhiệm kỳ làm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020-2025, có thể bà Bùi Thị Quỳnh Vân sẽ được điều động ra Trung ương để công tác trong Quốc hội